Xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội nha. Đây. À, tôi giới thiệu thủ đô Hà Nội xong rồi tôi mới giới thiệu chứ tàu ngầm VinFast được, các bạn thấy không? Trời ơi là trời. Mà ngập kiểu này thì xe điện hay xe điên hay là xe gì nó cũng chết cả. Chỉ có tàu ngầm VinFast á, thì may ra mới sống sót được, các bạn thấy không? Dễ sợ. Trời ơi là trời, mưa có tí xíu thế này á, mà lúc ngập bố cái chiếc xe thế này còn gì là xe. Trời ơi là trời, Hà Nội đấy. Đúng là Hà Nội nha. Thủ đô đây, thủ đô Hà Nội đấy. Tôi hỏi các bạn, một cái thủ đô mà như vậy các bạn, mưa nó cũng to đâu. Mưa so với bên tôi chả là cái gì cả. Bên tôi ở cái nha, tỉnh bang British Columbia, mưa cả năm. Mưa cả năm. Chỉ có khoảng 2 tháng hè là không mưa mà thôi. Nói không mưa cũng đúng, 2 tháng hè đó phần lớn là trời nắng nhưng mà cũng có mưa. Nhưng mưa ít. Còn lại trong năm các bạn mưa hết. Mưa hết 10 tháng luôn. Mà bên tôi có lụt đâu. Mà lượng mưa đi lớn lắm nha. Chứ lượng mưa Việt Nam ăn thua. Lượng mưa đây rất lớn cho nên bên tôi nước rất nhiều. Nước nhiều lắm, không có nước. Mưa tầm tã cả 10 tháng trong một năm. Cho nên người bên tôi các bạn nha, người ta đi dù là cái chuyện rất bình thường. Gần như nhà nào có dù hết. Người có cái dù, hai cái dù là tôi có hai ba cái dù là dù nhỏ dù to. Mưa nhỏ nhỏ thì cầm dù nhỏ, mưa to cầm dù to, rất quen rồi, bình thường. Tôi không đi chơi tập thể dục tôi cầm dù tôi đi. Bên này cái chuyện mưa là chuyện bình thường, tại vì bên này năm mươi tháng mưa rồi, mưa lượng mưa rất lớn mà có lụt đâu, không có lụt. Tất nhiên thỉnh thoảng cái đợt vừa rồi cách đây mấy tháng lụt rất là lớn, nhưng mà khu tôi không có lụt. Lụt ở dưới quê tại miền trũng, tại vì tôi ở cái vùng gọi là Valley, tức là trũng trũng thế này này, mà cái chỗ trũng nhất thì bị ngập, mà người ta nói rằng cả trăm năm mới có đợt này, không ăn thua. Còn cái lượng mưa Việt Nam không mưa thua các bạn. Và đây các bạn thấy không? Hà Nội phố mưa cái gì đó mà ngập hết cả cái thành phố. Mà trời ơi là trời. Tôi hỏi các bạn, một cái thủ đô thế này mới đi kêu gọi cái như Việt Kiều và người gốc Việt với người nước ngoài tới thăm thủ đô làm cái gì? Có khỉ mốc nhưng mà thăm thăm để bơi à? Vậy mà du lịch cái gì? À hay là mời cái như là mọi người tới thăm thủ đô đem theo cái thuyền nữa để bơi chứ, lỡ trường hợp lục thì bơi, lục có chuyện bình thường lắm. Cứ như ở Hà Nội mà cứ như mơ mưa vừa vừa lục như hồi nãy tôi đưa các bạn xem. Cho nên các bạn Việt kia và người có Việt, nhất là người Việt, người gốc Việt ở Canada, ở Mỹ này, ở chỗ khác tôi không biết, cho bên này người ta bán cái thuyền các bạn. Bên này gọi là cái boat, B-O-A-T, boat. Nha. Nói cái boat đeo trong người thì nặng nề lắm. À, tôi bày các bạn mua cái boat, cái thuyền nha. Bơm, à, bơm thế này. Bình thường là xếp lại gọn lắm, vác lên vai đi vô tư luôn. Mà đến khi cần cái là bỏ cái bơm lên, bơm bơm rồi tôi bơm có chừng 2 phút thôi thành ra cái thuyền đấy các bạn. Thế là các bạn để cái thuyền nó vô chèo, khỏe không? Cho nên á, bạn Việt kiều, người có việc nào mà đi về Việt Nam chơi, đặc biệt là đi Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh nha, thì phải mua cái bầu, cái thuyền bơm á, vác lên vai nhẹ nhàng lắm. Thấy trời mưa cái là lo bơm trước. Bơm tôi thì tôi bơm quen là 2 phút tôi bơm xong rồi. Mà bạn nào bơm chưa quen thì chắc 5 phút thôi, cùng lắm 6 phút xong, bỏ thuyền lên nước bơi. Nhớ chưa? Tôi giới thiệu rồi đó nha, miễn phí hoàn toàn. Kinh nghiệm của tôi đó. Tại vì ở nhà tôi đây tôi dùng cái thuyền bơm, tôi bơm xong tôi ra ngoài hồ, tôi bơm xong tôi chèo tôi chơi. Thì tôi giới thiệu các bạn mà đi về Việt Nam, đi về Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là phải đem theo cái thuyền bơm để bơm. Được chưa? Tôi hỏi các bạn, bây giờ một cái thủ đô thế này, một thủ đô Hà Nội thế này, mà nói là phấn đấu đến năm 2045 á, là phải ngang bằng thủ đô của các nước tiên tiến. Cũng như chơi với thủ đô các nước tiên tiến thì còn thủ đô nước đơn phát triển không cần. Tôi hỏi các bạn, cái chuyện mà ngập lụt thế này mà đến năm 2045 để mà ngang bằng thủ đô các nước tiên tiến, mày mơ à? Riêng cái chuyện này xử lý đúng không nổi. Trời ơi là trời, tôi hỏi các bạn cái thủ đô thế này mà làm sao mà tới mà chơi. Khắc nước quá, nói cái tuổi này khắc nước. Tại vì sao khắc nước? Tại vì rất là dơ. Các bạn thấy không? Nước dơ lắm cho nên là dơ cũng khắc nước. Dơ quá. Vậy mà cu rủ tôi tới chơi cái chỗ nào? Thủ đô Hà Nội là một biết nói hay sao? Đất nước đang phát triển, đang gì lạ vậy? Sống thế này mà sao sống các bạn? Bây giờ các bạn hỏi các bạn tỷ phú mà sống thế này sao sống?
sướng ích gì sao mà sống. Cho dù các bạn trong 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 túi các bạn có nhiều tiền đi nữa, sống cái xứ này sống được. Nhà cửa đóng cái cho nó nhà nó ướt hết trơn á. Vô thế đường thế này mà nhà thì không vô mới lạ, vô hết. Mà khi mà nước mà rút lại là các bạn nghe những mùi hôi thối, trời ơi nó kinh khủng kinh dị lắm, hôi kinh khủng dơ bẩn lắm, mình cứ cống nó tràn lên. Cho nên hồi tôi ở Việt Nam các bạn, nhất là tôi sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, là cái chân tôi như nó bị lỡ, mà tôi giữ rất kỹ nha, tôi về tôi luôn tôi rửa chân, mà chân thằng nào vậy hết á, móng chân cũng thui quét à, giày hư hết, nước ngập đi xe máy nước ngập, đi xe hơi nó ngập luôn, chân nó bị ăn chân rồi, nước hôi dơ bẩn kinh khủng. Vậy mà kêu việc kiều người có việc về như là về nghỉ hưu, về đó mà chích nước à. Tôi lại đó là tôi giới thiệu thành phố coi như là lộ Hà Nội cho cái đã, rồi sau đó tôi mới giới thiệu tàu ngầm VinFast. Tôi làm gì có thứ tự, đừng phải tôi nói lạc đề đó nha, không có nói lạc đề, nó có đề đàng hoàng, không phải lạc đề đâu. Chào các bạn nha, trời ơi, lâu ngày quá. Ai là như là fan của thủ đô Hà Nội đó, nó có nghe bình luận nghe ha, vận nước đang lên nè, đúng. Các bạn nó vận nước đang lên, đúng vận nước đang lên thiệt.